Hôm qua, Ủy ban Nhân dân xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn tổ chức khánh thành hồ bơi và phát động phổ cập bơi cho các em thiếu nhi trên địa bàn xã. Công trình hồ bơi có diện tích 140 m2 đặt tại khuôn viên trường Tiểu học A Bình Thành, tổng kinh phí trên 100 triệu đồng từ nguồn vận động mạnh thường quân trong và ngoài địa phương cùng phụ huynh học sinh của trường. Việc khánh thành và đưa vào sử dụng hồ bơi có ý nghĩa quan trọng, góp phần đẩy mạnh hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giúp các em nâng cao sức khỏe, phòng chống tai nạn đuối nước.